Xiaomi lần này chơi lớn thực sự các bạn ạ. Hai cái mẫu đồng hồ Redmi Watch 5 series mà mình đang đeo ở trên tay này, mình nghĩ trong thời gian tới chắc chắn là sẽ phá đảo ở phân khúc đấy. Tại sao lại như vậy? Hãy cùng bắt đầu với mình ngay trong video ngày hôm nay. Đầu tiên sẽ là về mức giá bán cái đã. Thực sự là giá bán của bộ đôi sở này đang quá ngon luôn. Cái Redmi Watch 5 Active mà mình đang đeo ở trên tay này nó có 800.000 thôi. Còn Redmi Watch 5 Lite mà mình đang đeo ở trên tay này là 1.3 triệu. 1.3 triệu với 800.000, hai con này lệch nhau có 500 thôi. Thế thì bây giờ mình sẽ nói về cái con Redmi Watch 5 Lite này trước đã nhá. Cái con mà đắt tiền hơn ấy, để xem là nó sẽ như thế nào. Và sau đó thì mình sẽ nói về cái con mà mình đang đeo này, nó rẻ hơn 500 thì chúng ta sẽ được cái gì, được chưa? Đầu tiên ý, là đây tổng hợp lại luôn này. Với mức giá 1.290.000 thì cái con này nó sẽ có, thứ nhất là một cái khối lượng nó quá nhẹ luôn, nó có 40 mấy gram thôi. Đeo ở trên tay thực sự là nó nhẹ như kiểu là một cái vòng đeo tay thông minh ý. Đeo đi ngủ cái thứ rất là thoải mái luôn. Cái khối lượng của nó chỉ bằng một nửa so với những cái mẫu đồng hồ khác mà mình đã từng làm review. Cái mẫu đồng hồ này với cái tầm giá rất rẻ như thế, nó có nghe gọi, nó có một cái màn hình AMOLED, nó lại còn có cả on-on display, nó có thời lượng pin sử dụng cả tuần cho chúng ta, và nó có cả GPS độc lập nữa. Rất là hoành tráng luôn với một cái con đồng hồ giá rẻ như này. Nhưng mà mình đã nói trong rất nhiều video đấy là không có cái gì vừa ngon vừa bổ mà lại vừa rẻ cả. Chắc chắn là những mẫu đồng hồ như này nó phải hy sinh những điểm gì đó. Vậy những điểm trừ của nó là gì? Mình cũng sẽ nói chi tiết cho các bạn ngay trong video ngày hôm nay nhé. Đầu tiên ý, là về khối lượng. Phải nói thật luôn là khối lượng của bộ đôi sở này nó quá nhẹ. Đấy, có 40 mấy gram thôi. Đeo ở trên tay gần như là không rồi. Đấy, như cảm giác như không luôn. Đấy, giống như đấy mình cũng đã nói. Nhưng mà cái điểm mà mình thích ở đây là gì? Đấy là cái phần dây này. Cái phần dây này thì với cả hai con nhé, thì nó đều là cái phần dây mà chúng ta có thể giấu được dây đi luôn. Giấu được dây đi như thế này thì cái dây chúng ta đeo vào nó sẽ cảm thấy rất là gọn gàng. Và một cái câu hỏi đấy là nếu mà bây giờ chúng ta giấu cái dây ở bên trong như này thì liệu cái dây ở bên trong này nó có gây ra cộm tay cho chúng ta hay không ấy? Thì câu trả lời là không nhé. Đeo vào rất thoáng luôn. Đối với cả cái con Active ý, cái bản Active mà mình đang đeo này, thì cái lỗ của nó là cái lỗ to hơn. Còn đối với cả cái con Lite thì cái lỗ của nó là lỗ tròn, nó sẽ nhỏ hơn. Đấy, cái lỗ này thì nó là lỗ vuông này, được chưa? Lỗ hình chữ nhật ấy. Thì hai con nó sẽ khác nhau ở cái điểm đấy. Tiếp tục nữa là về cái phần sạc, khi mà mình nhìn ở phía sau lưng như này, mặt sau này thì nó sẽ là sạc nam châm nhé, chứ không phải sạc không dây đâu. Những cái con mà nó phải cao cấp cơ thì nó mới có sạc không dây, chứ còn con này thì chỉ là sạc nam châm thôi. Đấy, nhưng mà thực ra là mình cũng không quá quan trọng cái sạc đó, bởi vì là cái nam châm của con này hít rất là mạnh luôn. Và cái việc tháo dây ra thì nó cũng khá là dễ dàng. Đấy, nó có hai cái nẫy đây để chúng ta có thể tháo dây ra được. Về phần chất liệu thì hai cái mẫu đồng hồ này nó chỉ là chất liệu nhựa thôi nhé. Đấy, thì nhựa thì chắc chắn rồi, nó sẽ phải làm cái điều đấy để mà tiết kiệm giá thành mà. Và với nhựa thì nó cũng sẽ nhẹ hơn so với kim loại. Ở trên cái phần case của cái đồng hồ này thì chúng ta sẽ có một cái nút ấn. Đấy, và chúng ta sẽ có cái phần loa ngoài đây, loa nghe khá to. Còn màn hình ý, thì mình nghĩ sẽ là cái điểm nhấn đấy. Cái màn hình của cái mẫu Redmi Watch 5 Lite này nó sẽ có kích thước là 1,96 inch, rất lớn luôn. Chúng ta có thể làm tròn đi là 2 inch đi. Độ phân giải sẽ là 410 x 502 pixel, cho một cái mật độ đồ ảnh rất cao, rơi vào tầm khoảng 332 ppi. Các bạn cứ tưởng tượng là 332 ppi, thậm chí nó còn cao hơn cả cái độ chi tiết ở trên iPhone 11 cơ. Cái màn hình này tấm nền của nó sẽ là AMOLED. Với màn hình AMOLED ấy, thì nó sẽ có một số những ưu điểm. Đấy là độ sáng rất là cao, độ tương phản tốt, ra ngoài trời nắng nhìn rõ ràng, màu đen cực kỳ sâu, để giúp chúng ta khi mà mình để cái nền đen như này thì gần như là nó sẽ hòa quyện vào cái phần viền này luôn. Chứ nếu không thì chúng ta sẽ nhìn thấy là cái phần viền dưới này của nó này nó sẽ dày hơn so với cái phần viền trên. Và tất nhiên màn hình này thì sẽ có on-on display, nghĩa là cái màn hình luôn sáng đấy. Và cái tỷ lệ hiển thị ở phía mặt trước này của nó rơi vào tầm khoảng 75,8%, sấp xỉ là 76% đi. Tuy nhiên cái màn hình này thì nó sẽ có một số những cái nhược điểm. Thứ nhất đấy là nó không có độ sáng tự động đâu nhé. Cả hai con đều không có độ sáng tự động, mà độ sáng chúng ta sẽ phải điều chỉnh thủ công. Cái đấy thì mình cảm thấy nó hơi bất tiện một tí. Tuy nhiên nó lại có on-on display thông minh và có cả hẹn giờ cho cả on-on display luôn. Cái này rất là tiện luôn. On-on display thông minh nghĩa là sao? Nghĩa là khi mà mình bỏ cái đồng hồ này xuống này, không đeo nữa này, là ngay lập tức nó tắt luôn cái màn hình on-on display đi để mà tiết kiệm pin hơn cho chúng ta. Còn khi mà ở trên tay thì hiển nhiên là nó sẽ sáng rồi. Còn cái hẹn giờ on-on display thì nó sẽ tiện khi nào? Đấy là khi mà chúng ta vẫn đeo nó ở trên tay và chúng ta đi ngủ. Đấy, thì ví dụ chúng ta hẹn giờ là từ 8 giờ sáng cho đến 10 giờ tối đi, nó bật đi, thì 10 giờ tối chúng ta đi ngủ là tự nó sẽ tắt rồi. Thì cái điểm đấy là cái điểm mình cảm thấy rất là tiện lợi, khi mà vừa có cả hẹn giờ mà lại vừa có cả
cái thông minh nữa. Cái đồng hồ này thì nó cũng sẽ có một số những cái thao tác cử chỉ, ví dụ như là chạm một lần để mà bật sáng màn hình lên, hay là chúng ta úp cái lòng bàn tay này vào là nó sẽ tắt cái màn hình này đi và chuyển sang chế độ on on display. Tiếp tục nữa, về nghe gọi thì cả hai con đều có nghe gọi cả. Mình thấy là chuông to, rung mạnh. Đấy, nghe gọi trong những môi trường yên tĩnh như này thì thu âm rất ok. Nhưng mà chỉ cần ra ngoài trời, những nơi ồn ào, có tiếng gió, có tiếng xe cộ đi lại thì nó sẽ bị lẫn tạp âm khá nhiều. Thì đây cũng là cái điểm chung của những cái mẫu đồng hồ giá rẻ, chúng ta cũng khó thể đòi hỏi hơn được. Được cái là loa nó phát ra thì khá to. Và khi mà nghe gọi thì chúng ta có thể quay số trực tiếp ở trên đồng hồ được. Bình thường một số những mẫu đồng hồ khác ấy, nó chỉ cho chúng ta gọi ở trong danh bạ hay là trong các cái số ưa thích hay là những cái số gần đây thôi. Thì cái mẫu đồng hồ này chúng ta có thể ấn số chủ động gọi đi được. Đấy, ví dụ như gọi đến số 0912456178 chẳng hạn. Đấy là chúng ta có thể ấn chủ động gọi điện đi được. Và chúng ta có thể thêm được 10 cái liên hệ ưa thích vào trong này. Đấy, chúng ta thêm bố mẹ, anh chị em trong gia đình hay là đồng nghiệp cái thứ vào đây được. Và nó cũng có một cái setup sẵn là chúng ta có thể cài đặt cái số liên hệ khẩn cấp vào đây. Chúng ta sẽ ấn vào 3 lần vào cái nút ở đây này thì nó sẽ điện đến một cái số gọi điện khẩn cấp có sẵn trong cái trường hợp mà ví dụ như đi ở trên đường hay là nó có vấn đề gì, hay là tự nhiên ở nhà chúng ta gặp vấn đề về sức khỏe chẳng hạn, chúng ta sẽ gọi điện trực tiếp ở đây thì nó sẽ rất là tiện. Vừa rồi thì là nghe gọi thoại trực tiếp nhé. Thế còn nếu mà chúng ta nghe gọi qua các ứng dụng OTT, ví dụ như là Facebook Messenger hay là Zalo thì sao? Thì đối với cả iPhone ấy thì Zalo chúng ta có thể đàm thoại trực tiếp được. Tuy nhiên là nó sẽ hiển thị một cái dãy số dài lên chứ nó cũng không hiển thị cái tên của người gọi đâu. Còn đối với cả Messenger thì nó sẽ chỉ rung lên một lần khi mà có cuộc gọi nhỡ thôi. Đại loại là nó sẽ không nghe được đối với cả Messenger. Còn đối với cả Android thì Zalo nó sẽ chỉ rung lên đúng một lần khi mà nó có cuộc gọi nhỡ, nghĩa là nó cũng không nghe gọi được luôn. Đấy, và Messenger thì nó sẽ rung một lần khi mà có cuộc gọi tới và rung lên một lần khi mà báo cuộc gọi nhỡ, đại loại là cũng không nghe gọi được. Đấy, nghĩa là nó sẽ chỉ nghe gọi được với Zalo ở trên iPhone thôi. Còn với Messenger thì trên cả iPhone lẫn Android thì đều không thể nghe gọi được. Về hiển thị thông báo thì mình thấy là hiển thị thông báo rất là đầy đủ, phản hồi nhanh và nó hiển thị hầu hết các cái icon của các cái app mà chúng ta hay sử dụng thường xuyên bây giờ như là Zalo này, Telegram hay là Messenger, Gmail. Nó cũng hiển thị những nội dung thông báo rất là dài mà không bị lỗi phông tiếng Việt cái thứ gì cả. Về các tính năng theo dõi sức khỏe thì những tính năng hiển nhiên phải có, ví dụ như là đo nhịp tim, đếm số bước chân, đo nồng độ oxy trong máu, rồi là theo dõi giấc ngủ, theo dõi chu kỳ kinh nguyệt phụ nữ, cái thứ là đầy đủ hết, không thiếu cái gì cả. Giấc ngủ thì nó cũng sẽ đo được cả giấc ngủ đêm là giấc ngủ dài đấy, và giấc ngủ trưa là giấc ngủ ngắn luôn. Và nó cũng sẽ có cả báo thức thông minh, nghĩa là nếu các bạn hẹn giờ đây, khi mà chúng ta đeo đi ngủ chẳng hạn, nó cảm thấy rằng là ví dụ chúng ta hẹn giờ là 7 giờ đi, nhưng mà bắt đầu đến 6 giờ 50 mà chúng ta đã có dấu hiệu là ngủ chập chờn và với cả ngủ nông rồi ấy, thì nó sẽ báo trước đấy cỡ tầm 10 phút để cho chúng ta dậy nó đỡ bị mệt mỏi. Chứ ngủ tiếp 10 phút thì cũng không giải quyết vấn đề gì nhiều. Thì chính ra là cái tính năng báo thức thông minh này mình thấy là cũng khá ok. Về chế độ luyện tập thể thao thì nó có rất nhiều nhá, tầm khoảng hơn 150 chế độ luyện tập thể thao. Thực ra là mình cũng không quá quan tâm đến những cái chế độ luyện tập thể thao nhiều như thế đâu. Mình chỉ quan tâm tới những cái môn cơ bản như là đi bộ hay là chạy hay là đi xe đạp rồi là bơi lội thôi. Đấy, nhưng mà nói gì nói, có càng nhiều chế độ luyện tập thể thao thì những cái môn hiếm các bạn chơi nó sẽ có đầy đủ hơn. Tuy nhiên đối với cả cái con Active này này mà mình đang đeo trên tay này thì nó sẽ không có các cái chế độ luyện tập thể thao dưới nước được nhé. Chúng ta cần phải chú ý điều đấy. Còn nó sẽ có cái chế độ là tự động phát hiện những cái bộ môn, ví dụ như là chạy này hay là đi bộ, đạp xe, chèo thuyền, nhảy dây và máy tập elip. Đấy, thì đấy là những cái mà nó có thể tự động phát hiện được. Nó cũng có GPS độc lập và tốc độ bắt GPS là tầm khoảng 10 giây. Như thế là mình thấy là cũng tương đối là hợp lý rồi. Với việc có GPS độc lập thì mỗi lần mà chúng ta di chuyển đi đâu đấy, chúng ta không nhất thiết phải mang theo điện thoại. Đấy, tập không cần mang theo điện thoại là vẫn có thể vẽ được bản đồ được. Còn pin thì khá trâu. Pin có dung lượng là 470 mAh. Và khi mà mình sử dụng thì mình thấy là nó được khoảng 1 tuần. Còn hãng công bố ấy là 18 ngày. Đấy, nhưng mà nói gì nói, 11 tuần đã là gọi là quá trâu đối với bản thân mình rồi, mình gần như là bật hết lên. Còn cái hệ điều hành HyperOS thì mình thấy là tương đối là mượt mà. Còn cái này thì kết nối được với cả Android lẫn iOS. Mặt đồng hồ thì rất nhiều nha các bạn nhé, có khoảng hơn 200 mặt đồng hồ cơ. Và nó sẽ có cả tùy biến cá nhân, các bạn có thể để hình ảnh hình ảnh lên trên cái mặt đồng hồ này các bạn được. Đấy, đi chơi để hình ảnh người yêu cái thứ lên đây được thoải mái. Kết nối Bluetooth 5.3, kháng nước là 5 ATM, thoải mái cho chúng ta trong quá trình đi bơi. Và cái app kết nối của nó thì sẽ là app Mi Fit nhé. Và nó có thể tương thích với Android 8 hoặc là iOS 12 trở lên. Còn đối với cả cái phiên bản Active này này, đây, bây giờ thì mình sẽ nói về cái phiên bản Active mà mình đang đeo ở trên tay này, thì nó sẽ có một số những điểm khác biệt so với cả cái phiên bản Lite. Thứ nhất là cái phần vỏ của nó là vỏ nhám chứ không phải vỏ bóng như là phiên bản Lite. Phiên bản Lite thì nó là vỏ bóng.
Tiếp tục nữa là cái dây này thì vừa nãy mình cũng đã nói rồi, cái mắt dây này của nó thì thế nào là mắt to chứ không phải là cái mắt nhỏ như là ở trên cái con Line. Con Active này thì cái màn hình của nó chỉ là màn hình LCD thôi chứ không phải là màn hình AMOLED. Và rõ ràng với màn hình LCD thì nó sẽ có độ tương phản thấp hơn, độ sáng các thứ cũng thấp hơn, màu đen cũng không sâu bằng và độ phân giải màn hình của nó cũng không bằng luôn. Cái mật độ điểm ảnh ở trên con này nó chỉ là 250 ppi thôi, nó sẽ thấp hơn nhiều so với mức 330 ppi của con Line. Và tất nhiên nó sẽ không có on-on display nhé các bạn nhé, không có on-on display luôn. Chế độ luyện tập thể thao thì vừa nãy mình đã nói rồi đấy, nó không có các bộ môn ở dưới nước, rồi là bắt GPS của nó thì nó cũng sẽ chậm hơn. À, có một cái điểm nho nhỏ ở đây nữa nhé, đấy là cái phần khóa này này. Mặc dù cả hai con đều là cài dây ở bên trong nhưng mà cái con Active này thì nó sẽ là khóa bấm nhé, đây nó sẽ bấm vào một phát là được luôn. Còn con Line thì nó sẽ là khóa cài đấy, một cái là khóa bấm, một cái là khóa cài như này này. Đấy, nó sẽ có cái nãy ở đây. Còn trong cái quá trình trải nghiệm hai cái con này thì đúng thật là mình thích nhất là cái màn hình nó lớn các bạn ạ. Với cái màn hình lớn như thế này thì khi mà mình vào cái phần lịch để mình xem nhé, là nó hiển thị full luôn cả lịch tháng luôn cho chúng ta. Cái này mình cảm thấy rất là tiện đấy nhá, hiển thị từ ngày mùng 1 đến ngày 31 luôn, rất tiện luôn. Và quan trọng là giá của nó rất rẻ đấy, có mấy trăm nghìn đến hơn triệu thôi. Thì các bạn cảm thấy sao, hãy để lại comment cho mình biết. Tất cả thông tin về giá bán cũng như là các khuyến mại đi kèm của bộ đôi đồng hồ này như nào mình đã để phía dưới phần ghim comment cũng như là phần mô tả video này rồi. Cảm ơn các bạn rất nhiều vì đã dành nhiều thời gian theo dõi video của Dương Dê. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại, bye bye.